Nhiều người đó thì cho là Bitcoin quá mới là một cái thử nghiệm tiền tệ cho nên không có nhiều lòng tin vào trên Bitcoin nhưng mà trên căn bản. Thì chúng ta nhìn vào đồng đô la đi, các bạn thấy được đồng đô la tuy đã có lịch sử nhiều năm nhưng mà thực sự mình nói là đồng đô la đó mà sau năm 1971, có nghĩa là sau khi mà Tổng thống Nixon đã ra thông báo là một đồng đô la không còn gọi là Mỹ Kim nữa, có nghĩa là sẽ không có thể nào mà đổi đô la qua vàng vàng một đồng đô la sẽ không có vàng đứng sau lưng hỗ trợ nữa thì đã trở thành một cái loại tiền tệ và các bạn thấy được là từ đó trở đi thì đã là 18.039 ngày đây cũng là một cuộc thử nghiệm mà thôi các bạn thấy được là tiền fiat bây giờ mà các bạn đang cầm trên tay đó chỉ là một giấy nợ các bạn nghĩ từ giấy đó có giá trị tại vì chính phủ nói các bạn là tại giấy đó có giá trị và các bạn tin tưởng là chính phủ có thể thu được thuế để có thể đảm bảo cái quyền sử dụng tiền của các bạn. Cho nên nhìn vào góc cảnh đó đó thì đồng đô la chỉ có là 18.039 ngày mà thôi. Và cái ngày đầu tiên có nghĩa là ngày 3 tây tháng 1 năm 2009 tới bây giờ là 12 năm thì đã 4.383 ngày Bitcoin đã được lưu hành rồi. Thì có nghĩa là tính đến ngày hôm nay thì Bitcoin đã 24% của lịch sử của đồng đô la từ năm 1971 cho tới bây giờ thì hôm nay là ngày kỷ niệm cái lớp đầu tiên của Bitcoin thật cũng muốn ôn lại một chút kỷ niệm Các bạn nhìn vào đi đây là cái video Thường làm trong cái thời điểm có thể nói là cái thời điểm đen tối nhất của cái mùa đông Mới đây có nghĩa là đây là cái video thường làm ngày 14 tây tháng 12 năm 2018 Thì cái ngày lễ Noel cũng như là ngày lễ Tết Tây đó là một ngày lễ mà làm cho nhiều người rất lo lắng Tại vì giá cả đang trên đường đi xuống và đi xuống rất là nhanh Các bạn thấy được là từ đầu năm 2018 thôi trong vòng một năm Bitcoin đi từ 20.000 về 3.000 Thì chúng ta thấy là bây giờ ai cũng đang vui tại vì cuối năm nay thì Bitcoin tăng quá nhiều Và nhiều bạn Việt Nam thì bây giờ là đang chuẩn bị để mà đón năm mới Tết ta Và chúng ta thấy được là giá Bitcoin đang trên con đường lên cho nên ai cũng vui Không như Bitcoin nhiều cái altcoin khác Nhưng mà chúng ta cũng đừng quên là cách đây chỉ có 2 năm thôi là một cái mùa lễ Giáng sinh mà đầy đau thương Các bạn thấy được đi Chúng ta nhìn lại thì ngày 14 tháng 12 giá của Bitcoin là như thế nào Giá Bitcoin đã đi về 3.200 đô Từ 20.000 đô trong thời gian chỉ có một năm mà thôi Đồng XRP là 29 cent Nhưng mà cũng vẫn cao hơn là giá hiện bây giờ Tiên là điều đều đáng tiếc Ethereum chỉ có 84 đô mà thôi Stellar Lumen 0,09 cent Đồng Tether vẫn là 1 đô la US chỉ có 1 đô 85 cent Bitcoin Cash 80 đô Litecoin 23 đô Các bạn thấy được là đây là cái thời điểm mà Rất là khó để làm video tại vì Phần lớn đó Mọi người đang rất là chán nản Và bản thân thuận thì Cũng phải cố gắng để mà chia sẻ với các bạn Và từ cái ngày đó cho đến bây giờ mà chúng ta đã trở về không những trở về mà còn qua luôn ba mươi mấy ngàn đô cho một đồng bitcoin là một điều mà tôi nghĩ là như mà nào mà đã có lòng tin vào bitcoin cũng như được có lòng tin vào thùng capital thì đây là một cái sự tăng trưởng một cái lợi nhuận mà các bạn rất là xứng đáng và tôi cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi thùng capital trong vòng ba năm qua thế ngày hôm qua nó thường có thông báo trên những mạng xã hội đó cũng như là thông báo trong cái video thường làm hôm qua là thuận đã chốt lời 5% bitcoin ở cái mức là 31.800 chỉ 5% thôi còn 95% còn lại đó sau này sẽ tính tiếp và sau đó đó thì thường có đăng trên những mạng xã hội là thuận đã đẩy 5% đó vào bên ethereum tại sao thì những bài nào mà theo dõi thuần cáp được cũng đã biết lòng tin thuận về tem rồi tôi cũng không cần phải lặp lại bạn hãy lên trên channel của thuận Capital và tìm thấy những cái thông tin liên quan đến tại sao thuận lại tin vào về và các bạn thấy được là tem hồi sáng này thức gì đã lên tới 960 đô thì nhiều bạn có thể đã có cái sự hài lòng tại vì rất nhiều bạn đang lo lắng là tại sao mà thấy Bitcoin tăng mà Ethereum không có tăng Thì các bạn thấy được là cuối cùng cũng đến phiên Ethereum mà thôi Tại vì một trong những lý do hiện bây giờ thôi chúng ta không nói thì những cái lý do mình thường đã chia sẻ trước đây liên quan tới Ethereum 2.0 Hay là liên quan đến là Ethereum à, là chu cột của thị trường DeFi bây giờ Chúng ta chỉ nói tới một cái thông tin duy nhất thôi đó chính là các bạn thấy cái số lượng Ethereum đó càng ngày càng bị mất đi lên trên sàn thường đã chia sẻ những cái thông tin à, liên quan đến crypto hoàn là cái số động của Ethereum bị thu mua và được đưa ra khỏi sàn trong thời gian gần đây Thường đã chia sẻ rất nhiều những video đó Và thường có lòng tin là bây giờ đó, các bạn thấy được là câu chuyện rất là quan trọng Câu chuyện của Bitcoin bây giờ là những tổ chức đầu tư lớn họ mua Bitcoin xong Rồi họ ra thông báo đó là Bitcoin bây giờ là một loại tài sản Một cái vàng điện tử được thu mua bởi những công ty lưu trữ lâu dài Cho nên Bitcoin đang trên đà tăng trưởng rất là mạnh Và câu chuyện rất là quan trọng và câu chuyện của Ethereum đó bây giờ là các bạn thấy được là họ có thể thu mua Ethereum sau đó thì chúng ta sẽ thấy là cái đợt tăng trưởng của Ethereum sẽ kế tiếp theo bên Bitcoin tại vì sau khi họ đã thu mua đủ Bitcoin rồi hay là họ cảm thấy là Bitcoin cơ hội tăng trưởng nó không có mạnh bằng Ethereum nữa tại vì giá nó đã lên quá cao thì đồng kế tiếp có vốn hóa mạnh nhất bây giờ vẫn là Ethereum. Một trong những điều mà các bạn cần phải hiểu đó thì tuy chúng ta nói đây là cái thị trường công nghệ nhưng mà sự thật đây là một cái thị trường tài chính. Các bạn thấy được là công nghệ ở cái thời điểm bây giờ là hầu như cũng không quan trọng lắm. Nhiều bạn thì nói thuận là đồng Ethereum thì công nghệ không bằng đồng này, không bằng đồng kia vân vân. Có thể là các bạn nói đúng nhưng mà các bạn biết là trong cái tình trạng bây giờ đó thì một trong những điều các bạn cần phải hiểu là các bạn hãy đoán đúng là công nghệ đồng kia có thể tốt hơn Ethereum nhưng mà chưa chắc là giá sẽ tăng mạnh bằng Ethereum tại vì sao? Tại vì một trong những điều mà các bạn cần phải hiểu là muốn cho một đồng nào tăng giá đó không phải là công nghệ tốt mà cần phải có người đẩy tiền vào thì giá mới tăng lên cho nên các bạn cần phải chọn một cái đồng mà có những nhà đầu tư họ quan tâm đến và những nhà đầu tư họ quan tâm đến những đồng nào Bitcoin, Ethereum tại vì sao? Tại vì các bạn cũng đã biết là Bitcoin thì chúng ta không nói tới rồi Bitcoin cứ rất rõ ràng là tại sao mà những đầu tư lại quan tâm đến Nhưng mà Ethereum thì đối với lại những nhà đầu tư đó thứ nhất Ethereum là đồng có vốn hóa rất là mạnh bây giờ Và là một trong hai đồng duy nhất mà SEC, ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ là cho không phải là chứng khoán Cho nên chỉ hai đồng này là hai đồng mà những thứ chủ đầu tư lớn họ quan tâm đến và họ cảm thấy an tâm mà thôi và sau khi họ tích lũy bitcoin rồi thì kế tiếp sẽ là ethereum tại vì một trong những cái yếu tố rất quan trọng đối với những quy đầu tư đó là họ cần phải có tính thanh khoản rất là cao tại vì họ mua số lượng lớn họ sẽ bán số lượng lớn sau này cho đứng tính thanh khoản là một trong những điều rất quan trọng và lỡ như mà có chuyện gì nữa thì các bạn thấy được là lỡ như mà ethereum mà không tăng trưởng hay là bị giảm giá thì ít ra họ có thể nói với những cổ đông là họ mua đồng đứng thứ nhì ở trên thị trường làm sao họ biết được? Được là có những cái yếu tố gì xảy ra sau này Nhưng mà nếu như mà họ không lựa chọn Ethereum Họ đi xuống dưới cái hạn 20-30 để mà mua Thì lỡ như mà Ethereum tăng mà những đồng đó không tăng Thì họ sẽ khó nói chuyện với là những cái cổ đông của họ Hy vọng là các bạn hiểu được cái yếu tố này rất là quan trọng Tại vì các bạn thấy được là nhiều người thì có thể là họ nói đùa Nhưng mà thật ra mà nói là có rất nhiều ký nghĩa trong câu nói đó Là nhiều bạn thì nói là không thích đầu tư Bitcoin khi mà Bitcoin đang trên đường đi xuống như là 3.000 đô Khi Bitcoin 20.000 đô thì mình thích Bitcoin hơn rất là nhiều Tại vì sao? Tại vì khi mà các bạn thấy được là một gì đó nó đã chuẩn rồi Thì khi các bạn mua đó thì các bạn sẽ cảm thấy là an tâm hơn là khi mà một cái gì đó nó mới được hình thành Rất là đơn giản thôi, đó lý do tại sao mà các bạn đi vào trong ngân hàng các bạn mượn tiền ngân hàng để mà làm ăn đó thì khi các bạn chỉ mới có khái niệm thôi chỉ mới bắt đầu là khởi nghiệp thì rất khó mượn tiền nhưng mà khi các bạn đã có công ty vững chắc rồi có nguồn thu vô và chi ra rõ ràng thì ngân hàng sẽ dễ dàng cho các bạn mượn tiền hơn tại vì họ cảm thấy là đã chắc chắn hơn mặc dù là họ biết là họ đã bỏ lỡ cơ hội để có thể đầu tư hay cho các bạn mượn tiền cái số tiền lớn hơn với cái phần trăm cao hơn ở ban đầu nhưng mà đối với họ cái rủi ro đó là chấp nhận được thì nhiều nhà đầu tư lớn đó họ sẽ không có thích đầu tư Bitcoin khi mà Bitcoin đang trên con đường đi xuống. Nhiều người nói là lúc Bitcoin 3.000 đô không đầu tư, tại sao mà lúc 18.000 đô, 20.000 đô thì những tổ chức đầu tư họ lại ao ạt đổ vào. Tại vì cái suy nghĩ của họ đó là liên quan đến quản lý rủi ro Bitcoin ở 3.000 đô đó rủi ro nhiều hơn là Bitcoin 20.000 đô Có nghĩa là những nhà đầu tư họ có một cái suy nghĩ đó là Khi mà một cổ phiếu nào trên trường đi xuống họ sẽ không đụng tới Nhưng mà khi mà cổ phiếu đó đi ngược cho lên và chạm đỉnh cũ đó Thì đó là lúc mà họ sẽ phô mô mạnh vào Tại vì lúc đó đã chứng minh được là cổ phiếu này sẽ không ngừng Ở cái mức cũ mà sẽ tiếp tục tăng lên cho nên các bạn thấy được là Bitcoin cũng vậy thôi, khi mà Bitcoin đang trên đường đi xuống họ sẽ không đụng tới nhưng mà khi bitcoin lên tới 18.000, 19.000 thì họ lại ào vô để mà mua, tại vì bây giờ họ thích bitcoin hơn lúc bitcoin 3.000 đô. Có thể là nhiều bạn cảm thấy là cái chia sẻ này của thượng hơi nghịch lý, nhưng mà thượng hy vọng là các bạn suy nghĩ là một chút để các bạn hiểu rõ hơn là các bạn vốn hóa nhỏ đó thì thích có lợi nhiều, cho nên các bạn chấp nhận nguy hiểm cao. Cho nên khi mà bitcoin đi xuống khoảng chừng là 3.000 đô, 5.000 đô, 6.000 đô các bạn rất là có hứng thú. Nhưng mà đối với những nhà đầu tư lớn đó, họ có vốn hóa nặng, họ mạnh về tài sản và về kinh tế cho nên họ không muốn chấp nhận nguy hiểm cao họ chỉ thích khi mà cái nguy hiểm thấp mà thôi đây là một trong lý do rất là quan trọng tại sao mà Ethereum sẽ là cái đồng kế tiếp mà sẽ được pump bởi những nhà đầu tư lớn tại vì Ethereum là một trong những đồng mà họ cảm thấy là an toàn hơn chúng ta chỉ nói riêng về an toàn hơn về mặt tài chính và tính thanh thoảng thôi chứ không nói về công nghệ công nghệ của Ethereum thì mạnh hay yếu hay là tốt hay xấu thì thời gian sẽ có câu trả lời nhưng mà bây giờ các bạn thấy là Temium vẫn tiếp tục giữ vị trí thứ hai vẫn là cái đồng dẫn đầu của thị trường DeFi vẫn là một trong những cái dự án mà những nhà đầu tư lớn rất là quan tâm đến cho nên thường rất là tin tưởng vào Temium và nhiều bạn thì nói là thuận hay hay là gì đó thực sự mà nói là cũng không phải đâu các bạn thường chỉ là một cái Nhà đầu tư như là các bạn mà thôi, thường không phải là chuyên gia hay gì hết, thường chỉ chia sẻ những cái gì mà thường biết với các bạn để chúng ta cùng nhau tham khảo mà thôi, để cho cùng nhau có thể kiếm được lợi nhuận trong cái thị trường này.